Bà nội, con nghe chị Út nói hình như lò mình đang bánh xuống tỉnh để tham gia hội chợ đúng không nội? Hồi sáng này xe chở hàng đi rồi, ngày mai là khai mạc hội chợ. Nè nội, hay nội cho con ra lò bánh làm đi. Gì? Trời ơi, tính ra lò bánh phá bành lò của người ta hả? Bây giờ em khác xưa rồi, em là em muốn ra phụ nội, chứ em thấy nội làm mình vậy cực khổ quá. Con biết được vậy á, bà nội mừng lắm. Lò bánh thì bà nội cũng để cho con thôi. Nội, vậy bắt đầu từ ngày mai con ra ngoài đó con phụ nội, nhưng mà nội phải để con lo cái phần sổ sách nha. Gì? Tự nhiên mới ra cái đồ làm cha đòi lo sổ sách? Trời ơi, em là cậu chủ chứ không lẽ ra ngồi nhào bột rồi làm bánh. Với lại chị quên rồi hả, hồi xưa em giỏi toán lắm, em làm sổ sách là hợp lý nhất, đúng không bà nội? Thằng Nam á, nó tính toán giỏi lắm á. Nội sẽ kêu chú Tiến á chỉ lại cho con sổ sách ha. Dạ. Dương Dương. Dạ. Không ai, em cũng ra lò bánh làm luôn đi. Em đó hả? Ừ. Thì em cũng là mợ chủ. Với lại đi ra ngoài sẵn canh chừng nó luôn, lỡ nó tái nghiện thì sao? Chị Út đẹp hả? Chị nói vậy chị không sợ em buồn hả? Ê trời, nói nhỏ xíu vậy mà mày nghe được hả? Chị nói xấu người ta là người ta nghe à? Em cai nghiện đàng hoàng rồi mà. Ờ thì đề phòng vẫn hơn. Nói nói, nói thấy con nói đúng không? Dương à, hay là con đi ra ngoài á lo phụ sổ sách với thằng Nam luôn nghe. Dạ thôi nội, sổ sách đã có chú Tiến với anh Nam lo được rồi, con mà vô nữa sợ dư người. Hay là nội cho con vô khâu làm bánh đi, con thích ăn bánh bía mà không biết cách làm cho nên con muốn học cho biết. Nam Nam nghe chưa, vợ em á thì ta chọn trộn bột đi lên, còn em á mới vô rồi làm cha chọn sổ sách. Tại cái đó là người ta thích, chị phải biết chiều theo sở thích của người khác. À, thôi vậy cũng được. Con cứ tập vợt đi, rồi bà nội sẽ truyền lại cái công thức làm bánh cho con ha. Dạ.